Vâng, xin chào anh em, xin chào quý vị và các bạn, chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Camry mới và Bangkok mới đang trưng bày rất là gần nhau. Và hai huyền thoại cũng như hai đối thủ truyền kiếp của Toyota và Honda ngay tại triển lãm Bangkok Motor Show cũng vậy, đang đối đầu với nhau ở hai gian hàng đối diện. Chính vì vậy và mình sẽ mời anh em sẽ ngắm nhanh, so sánh nhanh một chút nhé. Bản này là ở Thái, tất cả các bản này là ở Thái. Đấy, đối diện là gian hàng của Honda và Accord ở được bày ở kia. Chỉ xoay camera lại là vào với Camry thôi. Hôm nay thì sẽ so sánh Camry có gắn bộ phụ kiện TRD và phía bên kia là Accord sẽ gắn bộ phụ kiện Modulo. Thực ra cũng chỉ thêm kit với cả cánh ướt gió thôi. Thì cái thiết kế mới của Camry này nếu mà nhìn trực tiếp ấy, thì nó trẻ hơn. Nó trẻ hơn với bằng cái việc mở rộng các cái lưới tản nhiệt cũng như các cái thanh. Ngôn ngữ thiết kế mới này thì cũng khá là rõ rệt rồi. Tôi hướng tới khách hàng trẻ hơn. Và nếu như không có sự thay đổi trên cả Camry và Accord mới thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn trước cái xu hướng, trước cái trend về SUV và crossover. Chính vì vậy hai huyền thoại này là có những cái thay đổi phải nói là đáng ngạc nhiên luôn. Về thiết kế ngoại thất, về trang bị tiện nghi, về công nghệ, ví dụ cả hai mẫu xe đều có những cái gói cao cấp, như là Honda thì có Honda Sensing, còn Toyota là có Toyota Safety Sense, có camera 360, có hỗ trợ giữ làn, có adaptive, có phanh tự động, có lùi chuồng tự động, có nhiều thứ lắm, và phải có những bản có 10 túi khí đấy. Đấy là chúng ta phải ghi nhận sự nỗ lực tuyệt vời tới từ hai mẫu xe này. Đây là phần đầu xe của Camry. Ở Thái là mẫu xe này có khoảng giá 1.1 tỷ. 1.1 tỷ thôi bạn. Đấy, đèn xe này. Đèn này là đèn project. Mình cũng biết rồi có sử dụng bóng led hay không, nhưng mà có một BIMS mỗi bên thôi. Hai bên là hai BIMS. Rồi. Ở mâm xe. Mâm này đẹp đấy, mâm Camry này mâm 18. Lốp Bridgestone. Đây, các thông số đây ạ. Có gì led led chữ run đây này. Có khả năng là trang bị thêm led là phải thêm tiền rồi. Đấy, không phải ở Việt Nam đâu mà ở bên Thái cũng thế. Xe sẽ không đầy đủ. Bản này bản 2.0G. Bản 2.0G so với 1.5 Turbo thì nó sẽ hơi thiệt một chút. Về kích thước tổng thể của cả Camry nhá, với cả Accord nó loanh quanh 4.9m hết. Chiều dài á, rộng cũng vậy, cạnh tranh cực kỳ luôn. Về chiều dài cơ sở thì Accord có, mình nhớ không nhầm là dài hơn Camry đâu khoảng 5mm. 5mm. Và bây giờ mình sẽ sang cho các bạn ngắm cái phần đầu của Accord. Nó ngay bên này. Ước gì họ đặt gần nhau thì cũng phải đỡ phải di chuyển, đỡ phải đi lại. Đấy. Đấy, đầu xe của Accord đây. Hôm qua bản màu đen 1.5 Turbo thì sẽ không có bộ kit để có cái nhìn chân thực, thì hôm nay bộ kit Modulo đọ với TRD của Camry đó. Accord thì nó mềm mại hơn nữa bạn. Thực ra cái xu hướng cái cản dưới, cái lưỡi tản nhiệt ở dưới thì nó mở rộng ra thì bây giờ đã rất phổ biến rồi. Đèn đầu Accord nó có gì mềm mại hơn. Bộ kit thể thao cũng đã mang lại cho Accord một cái nhìn yêu thương mạnh mẽ hơn. Và đèn thì có vẻ như đây, đèn trang bị trên Accord là led, full led luôn, 9 bóng mỗi bên, 9 bóng. Còn Camry bên kia thì khả năng là projector, còn muốn có led thì lại phải gắn riêng. Accord đây là ở Thái là 1.5 Turbo nhá, 1.5 Turbo. Thì thôi sẽ không so sánh về các chỉ số về động cơ. Nói chung hai mẫu xe này cạnh tranh cực kỳ luôn. Mâm 17 nhưng mà lốp Michelin. Đấy, cạnh tranh trên từng cm luôn. Accord phụ kiện Modulo. Rồi gương tích hợp trên xi nhan tích hợp trên gương. Phần thiết kế đuôi xe đây, phần đuôi phía đuôi của Accord thì nếu mà nhìn ngang này thì nó rất đứt luôn,
nó có gì đấy Đức, Camry thì nhìn nó lại Mỹ, thôi đều là các cường quốc cả. Thi đấu thì cũng không biết là như thế nào, nói chung đều thắng hết, tiền cũng đều về túi của Toyota và Honda hết và quay loanh quanh lại về Nhật hết thôi. Cốp hai xe này thì tương đối là rộng. Đấy. À, còn đèn của Accord này thực sự đèn công nghệ đèn của Accord có vẻ như là nhỉnh hơn Camry một chút. Ở trông nó đẹp hơn, đèn chữ C khá giống với cả Civic. Có mạ chrome ở cản dưới. Trông nó long lanh này. Cánh nước gió trên thì bé tí. Màu đen sơn tương phản. Còn mái vòm sau rất đẹp. Mình thực sự là nếu như xét về thiết kế cái phần chữ C của xe thì phải nói là cái của Accord này rất là đẹp. Đây, một cái góc nhìn các bạn có thể thấy này. Trông nó sang trọng. Và cốp Accord nó cũng rộng hơn chút. 480 mấy lít ấy. Mình nhớ cũng không kỹ lắm đâu. Đây, rộng luôn. Ô, mình cứ tính là có thể để được khoảng 4 bộ gôn đấy nhở. Camry thì trước giờ cũng vậy. 4 bộ. Cứ về số má thì nhiều khi nói số má chỉ là thể tích thôi. Còn vị trí ví dụ như những cái hộp bánh này nó lồi ra như thế này thì lại bị lại không để được. Đấy, nhưng mà nó thiết kế khéo hơn thì sẽ lại để được. Đấy, thì diện tích nó là một phần thôi. Con này là không có đá cốp rồi. Camera lùi. Đấy, không phải camera 360. Bây giờ qua ngắm luôn đuôi của Camry nhá. Đèn Camry thì nó hơi hiền. Nó hơi hiền. Về đèn thì thực ra mình thích đèn của Accord hơn. Phần thiết kế trụ C và cái mái đằng sau cũng vậy. Nó vẫn gì đó là Nhật. Pha chút Mỹ cho nó hoành tráng. Và cốp của Camry thì chỉ có 428 lít. Đấy, lại số má. Và Accord là 473 lít. Dù sao thì cũng phải thừa nhận là rộng. Rộng lắm. Cốp này nó có vấn đề, không mở được. Hôm nãy nhờ anh bạn ở đây cũng không mở được. Có khách ở Thái Lan thì Toyota và Honda cũng rất được chuộng. Thiết kế vô lăng. Rồi. Vị trí lái thì có hai vị trí nhớ ghế này. Gương khiển điện này. Tự động gập điện có, hộp tay để tự mình nhấn cũng có. Kính auto chân cả 4 nhá. Chưa có adaptive cruise control, có cruise control. Vô lăng thiết kế được. Đấy, đồng hồ khởi động start stop. Mở cốp, mở xăng, mở cốp, ESP, ngắt tự động ngắt động cơ tạm thời ở đây. Ghế lái nhiều hướng, chắc là 8 hướng rồi. Ở Mỹ nó phải 12 hướng, về đây 8 hướng thôi. Rồi. Ghế sao đâu? Ghế thì trên những dòng xe tiền tỷ rồi thì cũng phải tương đối ổn, chứ không phải là bệ tỳ tai rộng rãi chỉ may khác. Bây giờ mình xem nào. Thiết kế của cái táp lô cửa của Camry này thì nó trông nó nhiều tầng, nó nhiều chi tiết. Rồi. Màn hình ở giữa này chắc khoảng 7-8 inch gì đấy đây. À, cũng không bật được lên nha các bạn. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập. Theo mình được biết thì màn hình này kết nối Auto, Android Auto, Apple CarPlay có. Kết nối USB ở dưới có, sạc không dây có. Phanh Auto Hold có, phanh điện tử có, bệ tỳ tay có. Đấy, ở các dòng Camry nó rất hay là cái ghế bên phụ ấy thì sẽ đẩy được lên để tôi dành cho ông chủ ngồi ở dưới. Camry rất thông minh trong những cái việc mà chinh phục những ông chủ. Vô lăng ba chấu thiết kế cũng được. Camry ở đây cũng không có hiển thị trên kính lái. Đấy, về Thái nó cắt hết.
Cửa sổ bản này cũng không có cửa sổ trời panorama, không có. Rồi. Xe này cũng không có sưởi sấy ghế mà làm mát ghế gì cả. Cũng à đây có cảnh báo điểm mù nhưng mà không có hỗ trợ giữ làn. Hỗ trợ giữ làn chắc là nó sẽ nằm trong cái gói Toyota Safety Sense. Bản này chắc chỉ có 7 túi khí thôi. Động cơ của mẫu xe này là 2.0 nha các bạn. Công suất nó động cơ này là 2.0. 2.0 thì công suất nó chỉ khoảng để chút mình sẽ check lại trên cái Camry 2.0 này. Sẽ không so sánh được với động cơ 1.5 turbo là điều chắc chắn. Động cơ 1.5 turbo sẽ so sánh với cả 2.5 của Camry. Đây, quay luôn hàng ghế sau trên Camry nhá. Hàng ghế sau Camry thì đấy, ông chủ đang ngồi đấy, trông đẹp dài, hoành tráng. Vệ tỷ đài hơi vòm một chút, khoảng giữa chân thì miên man, không phải nghĩ. Điều hòa phía sau, cổng sạc rộng rãi. Ở đây có bản điều khiển không? Không, đây bản 2.0 là không có rồi, không có gì cả. Rèm che có, che bên kéo bằng tay. Đây có người ngồi luôn, cho các bạn xem luôn. Cũng không có rèm chắn năng phía sau. Nhìn chung bản này là bản 2.0 bản thấp. Bây giờ mình sẽ qua mình ngắm Bangkok. Nếu như so sánh về động cơ ấy, thì so sánh động cơ Accord 1.5 turbo này thì chúng ta sẽ phải so sánh với động cơ 2.5 của Camry. Động cơ 2.5 của Camry hút khí tự nhiên, công suất là 203 mã lực ở vòng tua 6.600 vòng phút và mô men xoắn cực đại là 250 Nm. Còn Accord 1.5 turbo thì công suất cực đại là 192 mã lực, thấp hơn Camry một chút. Mô men xoắn cực đại lại tốt hơn, 260, nhưng mà từ 1.500 vòng đến 5.000 vòng một phút, điều đó có nghĩa là nó sẽ có lợi hơn, bởi vì là động cơ turbo mà chúng ta sẽ có được cái lực kéo tốt ở ngay từ vòng tua thấp. Đấy là một điều đáng mừng. Rồi, cũng modulo, bây giờ mình sẽ mở cửa ra. Đấy, rất nhiều người đang ngắm nghía xem. Sáu phẩy một lít là mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Accord. Rồi, các bạn có thể thấy phần tổng thể thiết kế xe của Accord nó đơn giản hơn, không nhiều tầng, không vụn như của Camry. Nó gì đấy đơn giản tinh tế. Rồi, mỗi xe một phong cách, nói chung đều là huyền thoại quá. Có cruise control, có những chức năng cơ bản, nhưng cao cấp thì chưa. Có hai vị trí nhớ ghế thưa các bạn. Đó bên cạnh. Đây giống hệt luôn. Auto chỉ hai ghế điều khiển, hai ghế tấm kính trước thôi. Gập gương tự động có, vân vân. Vô lăng ba chấu. Phải nói là cạnh tranh trên từng mm. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Rồi chế độ lái Eco Sport có, brake hold có. Có sạc không dây không? Bản này sao mình chưa thấy sạc không dây? Bản cao thì mình nghĩ là có hết rồi. Bản 2.0, bản hybrid các kiểu có, da mềm mại. Nói chung là về Việt Nam thì sẽ có những cái trang bị tùy chọn nó khác. Trang bị tùy chọn nó sẽ khác, nó sẽ phù hợp hơn với thị trường Việt Nam. Chính vì vậy những cái trang thiết bị nó cũng sẽ khác. Đó.
sẽ chưa có Honda Sensing trên mẫu xe này. Hàng ghế sau rộng ạ. Ủa sao mình lại có cảm giác rộng hơn cả Camry vậy? Ở đây là do điều chỉnh ghế. Không, nó cũng rộng thật đấy thưa các bạn. Rộng quá. Đây. Bệ tì tay mình xem à. Ở đây cái Accord này thì lại không có, bản này lại không có rèm che nắng. Đấy, Camry họ thường có những cái trang thiết bị quan tâm, gọi là biết định ông chủ hơn. Từ xưa đến giờ, ngay cả Camry 2.5Q gì đó Việt Nam ấy, cái bảng điều khiển đấy, đẩy ghế trước, đẩy ghế sau, các là toilet, cái chỉnh âm thanh rồi volume rồi vân vân, nhiều lắm. Bản này cũng khoảng 7 túi khí đấy. Bởi từ cái đếm sơ sơ khoảng 7 túi khí. Rồi, nhìn chung là cũng chỉ là tương đối thôi. Hai sản phẩm này đều là như mình đã nói là cạnh tranh tới từng, gọi là từng mili centimet. Và chúng ta hãy cùng đón chờ hai sản phẩm này xuất hiện tại thị trường Việt Nam để có thể so sánh trực tiếp, và như vậy nó sẽ khách quan, nó sẽ chuẩn hơn rất nhiều. Còn ở bên Thái là chuyện của bên Thái. Vâng, anh em hãy cho mình xin một subscribe nhá, một comment hoặc một share gì đấy để ủng hộ. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả anh em, quý vị và các bạn.